Thật sự Vios là một trong những cái dòng xe mà khách hàng quan tâm đặc biệt nhất trong dòng xe 5 chỗ ngồi với bản sedan 2 đầu. Thì Vios của em Hương đây, hôm trước thì em Hương chỉ mới chụp ảnh thôi. Một chiếc xe Vios đời 2018 đăng ký 2019 thì ngay lập tức một bác bên Quảng Ninh đã sang và cọc tiền chốt tiền xong Vios rồi. Thì tiếp tục ngày hôm nay em Hương lại về thêm cho mình một chiếc xe Vios đời 2016 số sàn với động cơ trang bị 1.5, nước sơn màu đen đẹp, lên đèn bi salon rồi, biển 34 một chủ sử dụng, tư nhân gia đình sử dụng các bác nhé. Với nước sơn màu đen đẹp và xin nhan kết hợp ở chân gương rồi. Xin nhan tích hợp chân gương có phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cả hai bánh trước và hai bánh sau cho em. Lẹp chân kính đầy đủ cả bốn cánh cửa này, cam kết không đâm xô và không ngập nước. Phía sau xe Vios thì còn có trang bị cho em là bốn mắt cảm biến va chạm phía sau. Và tất nhiên thì em này là bản e xịn sò rồi các bác nhé. Bản e xịn sò máy đen đời 2016 em Hương đang bán là 365 triệu. Vios cực đẹp. Tất cả những đường dập lổ trên thân xe các bác như này, từ cụm đèn hậu phía trước một đường thẳng đi đến cụm đèn pha, cụm đèn hậu phía trước đi đến thẳng cụm đèn pha phía trước luôn. Đứng góc nghiêng như thế này, nếu như mà xe có vấn đề các bác nhìn ra ngay, nhưng em tự tin đứng góc nghiêng để khách hàng nhà mình cùng xem nhé. Một dàn lốp dày dặn đẹp. Xe đây ạ. Em sẽ đi quanh bên ngoài ngoại thất trước rồi sẽ đến khoang nội thất cũng như là khoang động cơ máy móc này. Vừa rồi thì em đã đi quay ngoại thất rồi. Bác nào quan tâm về chiếc xe Vios màu đen, nhấc máy và liên hệ cho em Lê Hương có hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn này. Lên đèn bi salon có đèn phá xương đầy đủ rồi. Đèn gầm nữa nhé các bác nhé. Đây là mặt thiết kế của Vios form dáng mới rồi. Phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em, một dàn lốp rất là dày dặn. Cam kết không đâm xô, không ngập nước, không mộc mọt và đặc biệt là không tranh chấp giấy tờ. Xin nhan tích hợp chân gương. Lẹp chân kính đầy đủ rồi. Đời 2016 các bác này, kính này. Và kính là đời 2014, tức là liền đời theo xe các bác nhé. Từng con ốc nhỏ nhất đây, cánh cửa ốc nhái này. Phần của riêng cái dòng Vios mà bản mới nhá, form dáng mới thì phần táp ni nó sẽ may là giả ra như này. Đây là nhựa cứng nhưng mà thiết kế là giả đường may, giống như là cái đường may ấy, cực kỳ sắc nét luôn. Cánh cửa thì tất nhiên phải là keo thì zin rồi. Phần này cũng là may giả ra nhá, cương kính thì auto tự động cho em. Bốn quả loa to bản trang bị bốn cánh cửa này. Kệ bước chân lên xuống Vios đây. Các cái thông số vẫn còn dính ở đây nhá, Toyota Vios bản E đây, khối lượng này, lắp ráp tại công ty Việt Nam này, đó, đầy đủ luôn. Ốc nhái không hề bị vặn mở và bên trong này không chỉ sở hữu một lớp sơn đẹp căng mà bên trong khoang nội thất với phần ghế da cũng đẹp không kém nhá. Ghế da đẹp căng căng mọng luôn, ghế da thông hơi với những đường chỉ cực kỳ tinh tế luôn. Hình thức đẹp, máy số ngon. Form dáng mới của Vios đời 2016 đây ạ. Đầu đài nguyên bản theo xe với những thanh gió điều hòa này, điều chỉnh hướng này cực kỳ dễ dàng nhẹ nhàng thôi. Đây là nút cảnh báo rồi, điều hòa lóng lạnh hai vùng sấy sưởi kính này lấy gió trong ngoài, có thêm một cái cổng sạc 12V. Số sàn 5 cấp đây các bác nhìn này, áo ghế này, áo của củ số này. Sắc nét đẹp như thế này cơ mà không hề bị rách, không hề bị vỡ này. Phanh tay cũng vậy luôn nhé, sắc nét đẹp luôn. Vô lăng thiết kế 3 chấu với túi khí an toàn. Trên vô lăng và túi khí an toàn, trên ghế phụ đầy đủ túi khí an toàn cho em rồi. Trần nguyên zin đây ạ. Trần lỉ nguyên zin, bọc 3D, bọc ly lông rất là sạch sẽ luôn. Ghế da căng mọng em này thì có xe này, có phần chống mỏi tay này cũng như một cái cốc để đồ luôn cho mình. Đồng hồ đây, siêu sắc nét luôn. Em sẽ nổ thử lên nhé các bác nhé. Đó. Order chuẩn đây các bác này, order chuẩn là 10 vạn rồi. 10 vạn. Quay sang hàng ghế thứ hai này. Hàng ghế thứ hai đây các bác. Hàng ghế thứ hai cũng vậy luôn nhá, cực kỳ sạch sẽ và gọn gàng luôn. Ghế da đây, trước sau như một, đều đẹp căng bóng luôn cho em. Phía dưới thì có thảm cao su lon sạch sẽ, dễ vệ sinh này. Xịn sò luôn nhé, form dáng mới của dòng Vios đây. Móc khóa trẻ nhỏ thông minh còn nguyên và đầy đủ cho em, rất là an toàn khi bố mẹ tập trung lái xe, các con ngồi ở bên trong xe không thể tự ý mở cửa được ra. Đấy là để yên cho mình tập trung lái xe đúng không ạ? Một dàn lốp cực kỳ dày dặn với những cái lông, những cái tua này, những cái hòn sỏi con nó còn ăn sâu vào lốp như thế này. Thật sự là rất là sắc nét luôn. Phía sau xe đây ạ. Sau xe cũng được trang bị cho em là bốn mắt cảm biến đầy đủ rồi nhá. Bốn mắt cảm biến va chạm phía sau.
đèn gầm đây, đèn hậu phía sau thì cũng siêu sắc nét luôn các bác ạ. Đèn hậu phía sau nhá, cực kỳ sắc nét này, bản E xịn đời 2016 mà giá chỉ có 365 triệu thôi. Khoang hành lý thì thiết kế là bản sedan nên khoang hành lý rộng rãi này, sạch sẽ gọn gàng. Đây các bác nhìn này, lốp sơ cua, dụng cụ tăng kích lốp vẫn còn nguyên được và đầy đủ này. Đấy, khoang hành lý rất là rộng rãi luôn. Thảm chống nóng giảm nhiệt phía sau cốp cũng còn nguyên. Keo chỉ zin 4 cánh cửa thì lắp cốp cũng như là lắp cabo đều là keo chỉ zin hết này. Các cái lốt cắt này, các cái lốt thoát nước đều tròn xe luôn. Máng nước hai bên không hề đâm xô, không hề ngập nước, không hề biến dạng. Nhìn xe mà có tai nạn phát các bác nhìn nó ra ngay, nó vênh váo, nó không được bình thường ngay đâu ạ. Nhìn phát là ra ngay luôn đấy ạ. Vios bản E xịn. Đây, rồi nó hơi tối nên em quay nhìn cái lớp sơn nó không được bóng mấy. Tại vì nếu mà lay lắng quá thì quay nó lại bị lóa này. Một dàn lốp dày dặn rồi. Hàng ghế thứ hai bên đây thì em cũng quay rồi. Em chỉ quay qua bên này là cái phần cánh cửa này, không hề vặn mở này. Keo chỉ zin này. Táp ly thì đẹp căng. 4 quả loa to bản trang bị 4 cánh cửa. Móc khóa trẻ nhỏ thông minh. Thanh ABS chống bó cứng. Dàn lốp cực kỳ dày dặn luôn. Xin nha thì được tích hợp ở trên gương rồi. Xin nhan được tích hợp ở trên gương rồi các bác nhé. Xe thì quá là chất lượng luôn. Đây, từng con ốc nhỏ nhất em cũng quay nhé. Đây là tất cả đều này là phần da cứng, à, phần nhựa cứng này, thiết kế giả da nhé. Vừa rồi thì em đã quay bên trong nội thất cũng như ngoại thất rồi. Và em cũng quay luôn các bác này. Đăng ký đăng kiểm còn đến tháng 7/2023 này. Cái tính dán đi phí đi đường bộ đầy đủ hết rồi. Một dàn lốp rất là dày dặn và đẹp luôn các bác này. Còn đây sẽ là khu vực cuối cùng cũng như là một cái bộ phận quan trọng nhất để các bác có chốt xe của em Hương hay không. Thì đây, em sẽ mở ra luôn cho mình xem nhé. Đây là bên trong khoang động cơ máy móc của siêu phẩm Vios bản E xịn đời 2016, số sàn gia đình sử dụng, giá chào bán 365 triệu. Động cơ trang bị là 1.5. Có thể thấy rằng khoang động cơ máy móc cực kỳ sáng và đẹp luôn đúng không ạ? 4 máy này, máy zin đẹp như thế này cơ mà. Máng nước hai bên cũng không hề đâm xô, không hề bị biến dạng. Các cái thanh ngang, những cái con ốc này, nhìn mà nó vặn xoáy, nó tét ra, nhìn nó phát biết ngay. Như đây các bác nhìn này, 4 máy nhá. Phanh ABS chống bó cứng này. Phần keo chỉ lắp cabo em cũng sẽ quay luôn. Đấy, em này lắp cabo này, zin đẹp luôn. Các cái lốt cắt này, thảm chống nóng giảm nhiệt vẫn còn giữ được nguyên này. Thông số cảnh báo này, đây là cảnh báo nhá. Cảnh báo của xe đây ạ. Ở trên phần thông số lắp cabo vẫn còn nguyên. Từng con ốc đây không hề bị vặn mở, như em quay đây này rất là chi tiết rồi. Vừa rồi thì em Lê Hương đã lên sóng và báo giá về một chiếc xe Fiat bản E xịn đời 2016, số sàn em này form dáng mới như máy đen nhé. Máy đen, giá chào bán 365 triệu, còn thương lượng thêm, lọc lá thêm cho mình. Những bác nào quan tâm về dòng xe Fiat, nhắc máy lên và liên hệ cho em Lê Hương có hotline 0354602790. Còn bây giờ thì tối rồi, em xin chào và hẹn gặp lại khách hàng nhà mình. Và 11:30 các ngày trong tuần em sẽ có buổi báo giá trực tiếp trên fanpage Facebook Lê Hương Ô tô Hải Dương của em. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.